Trong bản tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 ngày 8 tháng 2, mời quý vị đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Nguyên nhân khiến số ca tử vong vì Covid của Hà Nội tăng cao dù ca mắc mới đi ngang. Quảng Bình ghi nhận số ca mắc khủng đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. F0 tại nhiều tỉnh miền Tây tiếp tục giảm ở mức dưới 3 con số. Nghệ An kiểm soát việc tập trung đông người khi số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Hồng Kông, Trung Quốc sau Tết sau đây mời quý vị các bạn bắt đầu phản đi với phần nội dung chi tiết. Nguyên nhân số ca tử vong về COVID của Hà Nội tăng cao dù ca mắc mới đi ngang. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội từ 29 tháng 4 đến 17 tháng 1, tức 8,5 tháng, Hà Nội chỉ ghi nhận 364 ca tử vong, tức là bình quân chỉ có 1,5 ca tử vong mỗi ngày. Tuy nhiên chỉ trong 20 ngày từ 17 tháng 1 đến mùng 6 tháng 2, số ca tử vong thành phố ghi nhận thêm là 415 ca, trung bình hơn 20 ca mỗi ngày tức gấp gần 14 lần giai đoạn trước. Tổng số ca tử vong vì COVID của Hà Nội tính từ 29 tháng 4 đến 7 tháng 2 đã là 779 ca. Như vậy, ngày 4 tháng 2, số ca tử vong trong ngày là 23 ca, ngày 7 tháng 2 là 16. Trong khi đó, thống kê của CDC Hà Nội lại cho thấy số ca mắc COVID hàng ngày của thành phố đi ngang, xấp xỉ 3.000 ca một ngày tính từ đầu tháng 1 tới nay. Câu hỏi đặt ra là vì sao số ca mắc mới đi ngang, song số ca tử vong lại tăng mạnh. Trao đổi với báo chí, bác sĩ Hoàng Hồ Hải, phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Hà Nội cho biết, hiện bệnh viện chủ yếu điều trị cho bệnh nhân nặng là người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền, chưa được tiêm vaccine. Song gần đây xuất hiện thêm cả các trường hợp đã tiêm mũi 1, mũi 2 nhưng vẫn có diễn biến nặng. Nguyên nhân vì sao số ca tử vong trung bình hàng ngày của Hà Nội tăng cao nhiều hơn giai đoạn trước? Dưới góc độ điều trị, theo bác sĩ, do câu chuyện tích lũy, Cụ thể, thời gian đầu số ca mắc mới của Hà Nội thấp, khả năng tập trung điều trị tốt hơn. Sau khi bệnh nhân nặng tăng lên theo tỷ lệ số ca mắc mới hàng ngày, thì các cơ sở điều trị cũng quá tải theo, buộc phải lựa chọn, không thể duy trì thở máy quá lâu, kéo dài nhiều tháng, nhất là với những ca tiên lượng thấp. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là giai đoạn hậu COVID kéo dài dai dẳng với người bệnh. Đa số những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đều đã có bệnh lý nền. Khi mắc COVID kéo dài lại phát thêm nhiều thứ bệnh khác. Trong 1 đến 2 tháng đầu điều trị, khả năng đáp ứng của người bệnh còn tương đối tốt, song càng kéo dài thì khả năng chống chịu càng thấp, dẫn đến tử vong nếu diễn biến quá nặng. Nhắc lại câu chuyện Singapore đã bỏ công bố số ca mắc mới cách đây vài tháng, theo bác sĩ, việc đếm số ca mắc mới không còn nhiều ý nghĩa nữa, khi tỷ lệ lây nhiễm chủ yếu ngoài cộng đồng, đa số là các ca có thể nhẹ. Cũng theo ông Hải thì thay vì đếm số ca mắc mới hàng ngày chỉ nên tính số ca nặng phải vào viện để tập trung nguồn lực điều trị, về lâu dài, COVID sẽ được xem như bệnh cúm mùa, những người đã tiêm vaccine không may nhiễm, nếu không có triệu chứng, không có bệnh nền và nguy cơ, có thể điều trị ở nhà mà không cần vào viện. Đáng chú ý, theo bác sĩ, bên cạnh việc điều trị của bệnh nhân diễn biến nặng, họ hiện bệnh viện còn phải điều trị cho các bệnh nhân hậu COVID. Dù đã âm tính nhưng các triệu chứng vẫn dai dẳng, như vẫn phải thở oxy, tổn thương phổi, cần phục hồi chức năng, cần trợ giúp của bác sĩ. Vì thế, nguồn lực thuốc đặc trị nhất là cơn bão cytokine, càng cần thiết được bổ sung trong thời gian tới, không chỉ với bệnh nhân COVID-19 mà cả hậu COVID. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội ngày 7 tháng 2, hiện số bệnh nhân của Hà Nội đang điều trị là 51.224 người, trong đó bệnh viện nhiệt đới là 158, bệnh viện Đại học Y là 173, các bệnh viện khác của Hà Nội là 2.254, cơ sở thu dung của thành phố 34, cơ sở thu dung của quận huyện 524, theo dõi điều trị tại nhà là 48.081 người. Quảng Bình ghi nhận số ca mắc khủng, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Ngày 8 tháng 2, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh này đã ghi nhận 413 ca mắc mới, trong đó 336 ca tại cộng đồng. Cụ thể, thành phố Đồng Hới ghi nhận thêm 149 ca, Quảng Ninh thêm 54, huyện Bố Trạch thêm 70, huyện Lệ Thủy 60 ca, huyện Quảng Trạch 30, thị xã Ba Đồn 36, huyện Tuyên Hóa 23, huyện Minh Hóa 8 ca. Là hoạt động quan trọng trong công tác phòng chống COVID-19, ngành y tế Quảng Bình đã xuyên Tết đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định. Đặc biệt ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên, người có đối tượng cao, người già, người yếu thế, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch hay phụ nữ có thai. Trung tâm y tế các huyện thị thành phố đã tổ chức các điểm tiêm tại trạm y tế xã phường, hàng ngày lên gấp 2-3 lần so với thời gian trước đây, thành lập đội tiêm lưu động hỗ trợ tiêm tại nhà. Công tác giả soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều cũng được chú trọng. Theo Giám đốc CDC Quảng Bình thì hiện toàn tỉnh đã có hơn 101.000 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán đã tiêm được 15.455 liều vaccine. Số người được tiêm mũi 2 là 910 người, số người tiêm mũi 3 là 14.431 người. F0 tại nhiều tỉnh miền Tây tiếp tục giảm ở mức dưới 3 con số. Trong khi ở nhiều tỉnh thành ca mắc mới bật tăng trở lại thì nhiều tỉnh miền Tây số ca mắc Covid giảm hầu hết ở mức dưới 3 con số. Cà Mau ghi nhận 146 ca, Hậu Giang 62 ca mắc mới, Bến Tre thêm 57 ca. Dù Covid hạn nhiệt số ca mắc giảm, nhiều địa phương miền Tây đã thông thoáng hơn. Tiền Giang thêm 56 ca mắc, Bạc Liêu 48 ca mắc, Vĩnh Long ghi nhận thêm 42 ca mắc. Trà Vinh phát hiện thêm 30 ca mắc, Đồng Tháp thêm 24 ca mắc, Sóc Trăng ghi nhận 10 ca nhiễm. Hiện tỉnh này có 108 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện và 198 ca điều trị tại nhà. Nghệ An kiểm soát việc tập trung đông người khi số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh. Ngày 8 tháng 2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An trong 24 giờ, tỉnh này ghi nhận 1.618 ca nhiễm, trong đó 370 ca cộng đồng, đây có thể là số ca nhiễm cao nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay tại Nghệ An, cao gấp nhiều lần so với trước Tết Nguyên đán. Hai ngày trước đó, Nghệ An ghi nhận ca gần 1.000, ngày 6 tháng 2, ngày 7 tháng 2 tăng lên 1.425 ca. Trong số 1.618 ca nhiễm mới được phát hiện, có 712 ca không triệu chứng được phát hiện thông qua việc xét nghiệm sàng lọc. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, Nghệ An yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện thị kiểm soát việc tập trung đông người trái quy định, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng dịch tại một số điểm như quán cà phê, di tích, điểm du lịch, quán ăn, nhà hàng trong dịp đầu xuân. Dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Hồng Kông, Trung Quốc sau Tết Thưa quý vị và các bạn, sau đợt nghỉ Tết nguyên đán, dịch COVID của cộng đồng tại đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc có xu hướng bùng phát mạnh. Thông cáo của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe của Hồng Kông cho thấy tính đến 0 giờ ngày 7 tháng 2, vùng lãnh thổ này có thêm 614 ca mới, tăng gần gấp đôi so với 342 ca của ngày hôm trước. Trong đó có tới 607 trường hợp là các ca bệnh cộng đồng, chỉ có 150 người được xác nhận là có liên quan tới các ca bệnh trước đó, số còn lại đang phải điều tra nguồn lây. Sau khi bùng phát tại Hồng Kông thì đợt dịch thứ 5 này đã lan sang tất cả các quận của đặc khu và số ca bệnh thì liên tục lập đỉnh. Số liệu công bố ngày 7 tháng 2 là mức cao nhất ghi nhận trong ngày kể từ khi dịch xuất hiện tại Hồng Kông hơn 2 năm về trước. Theo ông Từ Lạc Kiên, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông, nguyên nhân chính khiến số ca bệnh tăng vọt là do các hoạt động tụ tập đông người trong dịp Tết. Cục trưởng Cục Thực phẩm và Y tế Hồng Kông Trần Triệu Thủy cho biết, hiện đặc khu này đang xem xét việc tái thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội nhằm giảm lưu lượng người đi lại và các thông báo liên quan sẽ được công bố vào ngày 8 tháng 2. Phát biểu tại một chương trình phát thanh địa phương, bà Trần Triệu Thủy đánh giá, tình hình dịch bệnh hiện nay tiếp tục nghiêm trọng, các ca bệnh đã xác nhận và không rõ nguồn lây liên tục gia tăng, nước thải tại nhiều quận đã cho kết quả xét nghiệm dương tính. Trong khi đó, đa phần các ca bệnh ở Hồng Kông nhiễm biến thể siêu lây nhiễm Omicron. Trước thực tế có nhiều trường hợp cả gia đình mắc Covid thời gian gần đây, bà Trần Triệu Thủy dự đoán, sau tách nguyên đán, vùng lãnh thổ này sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh và xu hướng số ca bệnh nhiễm gia tăng theo cấp số nhân đã xuất hiện tại đây bà trần triệu thủy kêu gọi người dân hồng kông ở trong nhà để hạn chế dịch lây lan nhanh chóng tiêm phòng và sớm đi xét nghiệm khi nhận được thông báo và người sử dụng lao động thì cố gắng sắp xếp cho nhân viên được làm việc tại nhà